ករណីហឹង្សាល្បីពេញ Facebook ខណ្ណមដាយស្ត្រីជនរងគ្រោះបានបង្ហោះការពីម្សិលមិញសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook bình chị ở khơi thá đi chị ông pơ trôn cắm giang ra hào bệnh say bốn tái kê nơ bông toàn đấng âm pi mùl hát đã bình đà lại chôn đáy đó hiện vô trôn cắm lên đi rong cruôn ở lại tê sắp bạc cầm sạ bù sẽ thay thí miền phần lật sạ bù bọc áo sạ bù liền chán sạ bù chút ớt đồ bằng cốn sạ bù bọc áo mà sáu nâng tức ra ốp đài miền côn nập hiệp lõ nâng đầm lại xóm rũng công trọp là tập hợp máy chui ai bà chì bà rốt miền càng nghịt vơ Facebook page con khám ai sẽ bù khám ai.